Xin chào anh em nha, nên nắng quá thì hôm nay Phát đem cái xe này ra test thử. Này con này vừa mới vệ sinh làm xong, nay cho test thử. Có con xe nhỏ này nó chở con này gọn ghê, gọn hơn chiếc xe máy của Phát luôn á. Xe máy để đằng sau, còn xe để đằng trước, chạy tàn tàn đi khu này chơi đường rất là rộng luôn. Nay trời nó sắp mưa nhưng mà nó cũng oi đó nè. Mình sẽ ra mình quay con xe này test cho anh em xem. Đây nha anh em, nói chung là xe rất gọn luôn. Cái con này mà hết xăng thì lấy xăng của xe này gắn qua. Xe này cũng hay thầy luôn. Cái con này thì máy 50 mấy cc á, 52 cc. Còn cái con này máy 29 cc. Giờ mình lấy con này ra. Ngay, bây giờ trước tiên là mình bơm xăng con xe này một cái nha. Xe này còn rất là đẹp luôn. Bơm xăng rồi đó. Rồi. Mình sẽ gạt cái cây này xuống để giật giật cho lên xăng. Đó, nó muốn nổ rồi đó anh em. Muốn nổ mình để này lên, gạt cái này lên. Gạt này lên lại nha. Nãy là bịt boe giờ gạt lên lại. Rồi giờ giật. Một tay luôn. Xe này pha nhớt nhiều quá khói không à. Xe này muốn bốc đầu luôn anh em ơi. Con này nhỏ đòn.